Báo cáo quý vị là chúng tôi hôm nay bắt đầu sơn chiếc kệ tivi 2m6 như trên màn hình quý vị nhìn thấy đây. Đây là đang tháo hết ngăn kéo ra rồi. Đây là kệ tivi 2m6 bằng gỗ gõ đỏ và giá là 23 triệu, hàng rất dày dặn. Ngày hôm nay bắt đầu sơn chắc là vài hôm nữa thì là xong. Và đồng thời ngày hôm nay nữa thì cũng sơn một chiếc kệ tivi cột nho bằng gỗ của Cao Quảng Quỳnh của khách hàng anh chị ở Khai Thái mới ký ngày hôm kia. Và cái một cái tivi cột nho thì giá 25 triệu bằng gỗ hương ở trong này. Tóm lại đợt này tôi là đang sơn rất nhiều kệ tivi, chắc là mười mấy cái luôn, phục vụ cho thị trường. Đây là đang quay tại tầng 1 trụ A của chúng tôi. Đây là các cái ngăn kéo của kệ tivi 2m6. Chính quy liên lạc chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình. Bên kia là khu C và khu B của chúng tôi. Tạm biệt quý vị.